Ok Hãy chúng ta cùng nhau bước vào video ngữ pháp tiếp theo nhá Hãy có số đầu tiên Thế nào Nhi có gono bên kiểu ạ Muzukashi omoshiroi <laughs> Hãy chúng ta sẽ có đáp án là gì nhỉ Shikashi <laughs> Đúng không? <laughs> tuy nhiên nhỉ? Việc học tiếng Nhật thì khó Tuy nhiên rất là thú vị Đúng không? Shikashi <laughs> là đáp án của chúng ta Đúng không? Còn ở đây chúng ta thấy là Mô là gì? Mô là đã đúng không nào? hay là ma là vẫn chưa hay là sô là sau đó được chưa sô đê là sau đó được chưa chắc này không thể đưa cho sau đó mà được chỉ có shikashi thôi đúng không hãy câu tiếp theo anh <laughs> và ie o densha ni notte kaisha công ty hãy đáp án chuẩn đúng là gì dt <laughs> đúng không anh trai tôi rời khỏi nhà sau đó đi xe điện và đến công ty được chưa lên tàu và đến công ty được chưa nào hay. Ở đây mũi mắt là gì nhỉ? VT này, DT này, NOT T này, IKIMASTA này, đúng không? Hay. Liên tiếp khi mà chúng muốn chúng ta muốn sử dụng nhiều động từ liên tiếp á, những hành động liên tiếp nó xảy ra á, thì chúng ta dùng DT này nhá. Ừ, dùng động từ dạng VT. Được chưa nào? Hay. Anh trai tôi rời khỏi nhà. Mà các bạn nhớ rời khỏi nhà là gì nhỉ Hay. Động từ IEO DER yếu để yếu dt như thế nào hãy có tiếp theo nikuga Nari masu takara kaimono Hay, ok Đáp án là gì đây? Hay, ở đây các bạn thấy này Nari masu thì hình trước là tính từ đúng không? Chia dạng là gì nhỉ? Yasu đúng không? Yasui thì bỏ Bỏ đi cộng với lại là kuu Vậy chứ nào? Hay Thịt rẻ rồi Rẻ rồi Nên là gì nhỉ? Tôi đi mua Đúng không? Hay Các bạn hiểu câu này không? Ví dụ đáp án số Ba là yasukatta À, ví dụ, yasukatta kara, ok? Niku wa yasukatta kara kaimono shima. Ok, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên cái, cái câu này nó là gì nhỉ? Yasukatta narimasta kara. Không được. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta chỉ còn là gì nhỉ? Yasuku. Đúng không? Yasuku narimasta kara. Là đáp án cuối cùng của chúng ta. Được chưa nào? Hãy nhớ nhá. Nếu mà uh, danh từ thì sẽ là gì nhỉ? Ni naru. Đúng không? Tôi muốn trở thành giám đốc chẳng hạn. ni naritai. Được chưa nào? tính từ đôi na thì chúng ta sẽ bỏ na đi cộng với ni na đúng không hay yume ni naritai đúng không? tôi muốn trở nên nổi tiếng được chưa nào hay vậy là bài học ngày hôm nay chúng ta có kết thúc ở phần tính từ này rồi ok bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo bye bye